Bu gọi ai vậy? Gọi à, gọi ai sim hả? Gọi hỏi gì? Gọi ai sim đi. Bấm điện thoại gọi ai sim đi. Rồi gọi nó đi, gọi ai sim đi. Sao hả? Gọi ca sim có nhà không? Alo, ca sim đi con. Hết pin rồi, chúc ngoại già kêu ngoại hết pin. Rồi má là này nè. Được chưa? Dạ chưa, chưa. Giờ con đi ăn nữa. Đi ăn nữa. Chúc ông ngoại về, con kêu ngoại thay pin nha con nha. Ừ, hết pin rồi. Rồi đây nó cất ra. Ủa phải đi đó nút mã không? Không phải đâu.